Dãy nhà gồm 2 căn, được thiết kế mới với kiến trúc 3 tầng, kiểu dáng hiện đại, xây dựng trên thửa đất có diện tích là từ 52 đến 55 mét vuông, mặt tiền quay hướng đông nam. Tầng 1 được chủ nhà thiết kế thông sàn, phía trước là phòng khách, phía sau là phòng ăn, cầu thang có vị trí ở phía cuối nhà. Nhà vệ sinh tầng 1 có vị trí dưới gầm cầu thang. Tủ và chạn bếp được làm bằng nhựa cao cấp, đã được lắp sẵn máy hút mùi. Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Căn phòng ngủ thứ nhất có vị trí ở phía sau nhà và ngay hướng cầu thang đi lên. Phía trước nhà là căn phòng ngủ thứ hai. Một cửa sổ lớn được mở hướng ban công, giúp đón ánh sáng và không khí thoáng tự nhiên. Phía ngoài hành lang là nhà vệ sinh, được chủ nhà lắp đặt nhiều trang thiết bị cao cấp và hiện đại. Giữa nhà được chủ nhà thiết kế một giếng rời. Phòng giặt và sân phơi có vị trí ở phía sau nhà trên tầng 3. Phía ngoài hành lang là nhà vệ sinh chung. Ngay hướng cầu thang đi lên là căn phòng ngủ thứ 3. Phía trước nhà trên tầng 3 là không gian của phòng thờ. Đây chính là nơi cao nhất và tôn nghiêm nhất của ngôi nhà.